Tiếp theo sau đây là phần tin quốc tế mở đầu với Julie. Binh lính Ukraine giành lại hàng chục thành phố từ Tây Nga, tiến đến gần Kherson. Binh lính Ukraine đã giành lại hàng chục thành phố bị lực lượng Nga bỏ lại ở miền nam Ukraine sau khi Moscow công bố rút quân khỏi thủ phủ chiến lược của tỉnh Kherson. Nhiều chỉ dấu tối thứ Năm cho thấy lực lượng Ukraine tiến đến gần thành phố Kherson, một cảng ở cửa sông Dnipro. Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho hay tối thiểu phải mất một tuần để Nga rút khỏi thành phố Kherson. Hiện tại, Nga vẫn còn 40.000 binh lính trong khu vực này và tin tình báo cho thấy lực lượng Nga vẫn còn ở lại và xung quanh thành phố. Hôm thứ Tư, Nga công bố rút quân khỏi bờ Tây sông Dnipro, trong đó có Kherson, thủ phủ khu vực duy nhất Moscow chiếm giữ kể từ khi xâm lược Ukraine hồi tháng 2. Cuộc rút quân này sẽ là lần thứ ba quân đội Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga. Hồi tháng 3, binh lính Nga bị đẩy lùi khỏi Kiev. Sau đó, đến tháng 9, binh lính Ukraine đánh bật lực lượng Nga khỏi khu vực Kharkiv. Kherson là một trong bốn khu vực Tổng thống Nga tuyên bố sáp nhập cuối tháng 9, bất chấp đa số các nước lên án là trái phép. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hoan nghênh tin Nga rút quân hôm thứ Tư, nhưng hôm thứ Năm nhấn mạnh chưa có giải pháp trong tương lai gần cho cuộc chiến. Nhà phân tích quân sự Yuri Putosov cho biết thành phố Kherson nằm trong tầm pháo kích của Ukraine và tuần tra do thám gần nhất cách thành phố chưa đến 18 km. Lực lượng Ukraine đang cố gắng tiến vào Kherson. Tổng tham mưu trưởng Ukraine cho hay cuộc tấn công theo hướng Kherson vẫn đang diễn ra nhưng không cho biết thêm chi tiết. Tàu cứu nạn di dân Ocean Viking cập cảng Toulon của Pháp sau khi bị Ý từ chối. Một tàu cứu nạn đang chở 230 di dân hôm nay cập cảng Toulon ở tại Pháp giữa tranh cãi giữa Pháp và Ý về việc là nước nào sẽ tiếp nhận di dân. Tàu Ocean Viking của một tổ chức phi chính phủ của Pháp cứu vớt di dân ngoài biển gần duyên hải Libya trước khi mất nhiều tuần tìm kiếm một cảng tiếp nhận họ. Tàu cập cảng lúc gần 9 giờ sáng và nước Pháp trước đây chưa bao giờ cho phép một tàu cứu nạn chở di dân từ địa Trung Hải vào bờ, nhưng lần này cho phép vì Ý từ chối tiếp nhận. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Guillaume de Menin đã hôm thứ Năm cho biết là di dân là trách nhiệm của Ý theo các quy định của Liên hiệp Âu Châu và quyết định lần này của Pháp là ngoại lệ, không tái diễn trong tương lai. Ông nói là việc Ý từ chối tiếp nhận di dân là không thể chấp nhận được và Ý sẽ phải chịu hậu quả nặng nề cho liên hệ song phương với Pháp cũng như với Liên hiệp Âu Châu nói chung. Ông nhấn mạnh Pháp hành động theo nghĩa vụ nhân đạo. Tàu Ocean Viking ban đầu có đề nghị vào cảng ở Ý vì gần nơi di dân được cứu vớt nhất. Do tình trạng sức khỏe và vệ sinh trên tàu xấu đi nhanh chóng, nước Ý từ chối và nói rằng các quốc gia khác phải gánh vác trách nhiệm tiếp nhận hàng ngàn di dân từ Bắc Phi và tìm cách đến Âu Châu mỗi năm. Phát ngôn viên Mero Softy của tổ chức SOS Mediterranean cho hay là một bác sĩ sẽ xác định những người dễ bị tổn thương nhất để đưa lên bờ trước và theo sau là phụ nữ, trẻ em và các gia đình. Di dân sẽ được đưa đến khu vực chờ quốc tế, chờ cứu xét tị nạn. Thủ tướng Úc sẽ đề nghị Trung Cộng xóa bỏ rào cản thương mại. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm nay cho biết ông sẽ đề nghị Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình xóa bỏ rào cản thương mại hàng tỷ đô la trong trường hợp hai lãnh đạo tổ chức cuộc họp song phương đầu tiên của họ. Hai lãnh đạo sẽ dự hội nghị nhóm G20 ở Bali và sau đó dự hội nghị hợp tác kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương APEC ở Bangkok tuần tới. Ông Albanese phát biểu trên truyền thông ở Sydney trước khi lên đường dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Campuchia. Sự kiện ông Tập không tham dự cuộc họp trực tiếp giữa lãnh đạo Trung Cộng và Úc sẽ đánh dấu sự tái khởi động trong liên hệ song phương vốn lao dốc trong 9 năm cầm quyền của chính phủ bảo thủ trước đó của Úc. Bắc Kinh cấm liên lạc cấp bộ trưởng và áp đặt một loạt rào cản thương mại chính thức và không chính thức đối với các sản phẩm như rượu, than, thịt bò, hải sản và đẩy mạnh trong những năm gần đây, làm các nhà xuất cảng Úc thiệt hại 20 tỷ đô la Úc một năm. Thủ tướng Albanese nói rằng hai lãnh đạo sẽ dự cùng các hội nghị hoặc ít nhất là một trong hai hội nghị trong 9 ngày tới. Ông hoan nghênh cuộc họp nếu nó diễn ra trong khoảng thời gian đó. Ông cho hay Trung Cộng xóa bỏ trừng phạt kinh tế là ưu tiên hàng đầu để trở lại liên hệ bình thường.
liên hệ song phương căng thẳng vì nhiều vấn đề như việc Úc yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập về đại dịch COVID, lệnh cấm công ty viễn thông Huawei tham gia mạng 5G ở Úc vì lý do an ninh, và các luật gần đây cấm ngoại quốc can thiệp vào chính trường trong nước. Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản từ chức sau khi bị chỉ trích vì phát biểu về án tử hình. Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản từ chức hôm nay sau khi bị chỉ trích vì phát biểu về án tử hình. Trước đó, truyền thông loan tin Thủ tướng Fumio Kishida dự tính cách chức Bộ trưởng Tư pháp, mở ra khả năng Bộ trưởng thứ nhì rời khỏi nội các vì một scandal trong vòng chưa đầy một tháng. Sự ra đi của Bộ trưởng Yasuhiro Hanashi có thể ảnh hưởng đến sự ủng hộ của ông Kishida, hiện giảm xuống mức 30% trong nhiều cuộc khảo sát gần đây, gần vùng nguy hiểm mà khiến ông khó thúc đẩy đến nghị trình của mình. Ông Hanashi bị chỉ trích mạnh mẽ vì những phát biểu trên truyền thông mà trong đó ông xem nhẹ đến nhiệm vụ của mình, mà cụ thể là ký lệnh xử tử, được ông gọi là chán ngắt. Ông cũng được cho là ám chỉ không có nhiều lợi thế chính trị ở chức vụ nội các và rằng ông chỉ được báo chí nhắc đến vì chấp thuận một cuộc xử tử. Nhật Bản xử tử bằng cách treo cổ và không thông báo cho tù nhân cho đến buổi sáng của ngày xử tử là một quy định bị các tổ chức nhân quyền chỉ trích nhiều thập niên qua. Ông Hanashi hôm thứ Năm xin lỗi vì những bình luận trên và nói với Quốc hội ông xin rút lời lại. Văn phòng ông Hanashi từ chối bình luận khi được hỏi về thông tin Thủ tướng chuẩn bị cách chức ông, mặc dù truyền thông sau đó loan tin ông dự định nộp đơn từ chức. Ông Kishida hoãn chuyến đi dự cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, từ chiều thứ Sáu sang sáng thứ Bảy, nhưng Bộ Ngoại giao không cho biết lý do. Sự bất bình vì bình luận của ông Hanashi theo sau sự chỉ trích mạnh mẽ của công chúng vì liên hệ của đảng cầm quyền với Unification Church. Liên Hiệp Quốc lên án Taliban đẩy Afghanistan trong tình cảnh kinh khủng. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Năm thông qua nghị quyết cáo buộc Taliban vi phạm nhân quyền của phụ nữ và bé gái Afghanistan, không thành lập chính quyền dân chủ, đẩy đất nước vào tình cảnh kinh tế, nhân đạo và xã hội khủng khiếp. Nghị quyết cũng chỉ ra bạo lực kéo dài ở đất nước kể từ khi Taliban lên nắm quyền cách đây 15 tháng. Sự hiện diện của các tổ chức khủng bố như Al-Qaeda, Islamic State và các đồng minh của họ cũng như sự hiện diện của các chiến sĩ khủng bố ngoại quốc. Đại sứ Đức tại Liên Hiệp Quốc Angie Landersi hy vọng Đại hội đồng sẽ chấp thuận nghị quyết do Đức khởi xướng theo đồng thuận. Nhưng sau cuộc bỏ phiếu, nghị quyết được thông qua với 116 phiếu ủng hộ, không phiếu chống, với 10 nước bỏ phiếu trắng như Nga, Trung Cộng, Belarus và Bắc Hàn, 67 nước không bỏ phiếu. Các nghị quyết của Đại hội đồng không mang tính ràng buộc pháp lý như nghị quyết của Hội đồng Bảo an, nhưng phản ảnh quan điểm của thế giới. Nghị quyết được thông qua cùng ngày Taliban cấm phụ nữ đến công viên và phòng tập thể dục. Trước cuộc bỏ phiếu, đại sứ Landersi nói rằng kể từ khi Taliban lên nắm quyền tháng 8 năm 2021, Afghanistan trải qua cuộc khủng hoảng nhân đạo và suy thoái kinh tế trầm trọng, là một nửa dân số đối diện mất an ninh lương thực ở mức nguy hiểm. Giới thiệu nghị quyết, bà Landersi cho hay Taliban kiểm soát đất nước nhưng không thực hiện trách nhiệm đáp ứng nhu cầu của nhân dân Afghanistan. Đông Timor được chấp thuận gia nhập ASEAN. Các lãnh đạo Đông Nam Á hôm nay đồng ý cho Đông Timor gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Theo công bố tại hội nghị thượng đỉnh tại Cambodia, các lãnh đạo ASEAN đồng ý trên nguyên tắc cho Đông Timor trở thành một thành viên thứ 11 của khối ASEAN. Đông Timor là quốc gia trẻ nhất tại Đông Nam Á và mới giành được độc lập khỏi Indonesia năm 2002 sau 24 năm bị chiếm giữ. Tại hội nghị ở Phnom Penh, thì các lãnh đạo khu vực đã đồng ý cho Đông Timor quy chế quan sát viên và quyền dự các cuộc họp và hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Khối khu vực này sẽ đặt ra các tiêu chí Đông Timor phải đạt được trước khi trở thành thành viên. Thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới, đối diện với bất bình đẳng, suy dinh dưỡng và thất nghiệp cao. Tổng thống José Ramos Horta lâu nay vận động để gia nhập ASEAN và đơn gia nhập nộp năm 2011. Ông Ramos Horta đắc cử nhiệm kỳ thứ nhì hồi tháng 4, trước đó giữ chức tổng thống từ năm 2007 đến 2012. Indonesia thì hy vọng Đông Timor có thể chính thức gia nhập ASEAN trong năm tới, và khối ASEAN ban đầu chỉ có 5 thành viên năm 1967 và dần dần mở rộng với Cambodia gia nhập gần đây nhất năm 1999. Trung Cộng rút ngắn thời gian cách ly COVID, nới lỏng quy định chuyến bay.
Trung Cộng hôm nay nới lỏng một số quy định COVID như giảm 2 ngày cách ly đối với người tiếp xúc gần ca nhiễm virus và khách nhập cảnh, cũng như bỏ quy định phạt và hãng hàng không đưa hành khách nhiễm COVID đến Hoa Lục. Những quy định mới này nằm trong số 20 biện pháp được bàn thảo tại cuộc họp đầu tiên của cơ quan lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản hôm thứ Năm, giữa kế hoạch mới để tối ưu và cải thiện các chính sách kiểm soát COVID. Theo quy định mới, thời gian cách ly đối với người tiếp xúc gần sẽ giảm còn 5 ngày tại trung tâm cách ly tập trung, cộng với 3 ngày tại nhà, so với trước đó gồm có 7 ngày tại cơ sở tập trung và 3 ngày tại nhà. Quy định rút ngắn cách ly tương tự cũng áp dụng cho khách nhập cảnh. Đình chỉ các chuyến bay quốc tế vì phát giác hành khách nhiễm COVID cũng được hủy bỏ. Trong khi đối với khách nhập cảnh, quy định xét nghiệm COVID trước khi khởi hành giảm xuống một lần trong 48 giờ so với 2 lần trước đó. Ban Thường vụ Bộ Chính trị nhấn mạnh phải giảm thiểu tác động của các biện pháp không COVID đến nền kinh tế, trong khi không lơ là dập tắt các đợt bùng phát. Một cải cách khác để đơn giản hóa cuộc chiến chống COVID, Ủy ban Y tế Quốc gia điều chỉnh phân loại khu vực nguy cơ xuống cao và thấp thay vì cao, trung bình và thấp trước đó. Tài xế xe tải Đài Loan lãnh án tù vì vụ tai nạn xe lửa làm 49 người thiệt mạng. Một tài xế xe tải tại Đài Loan hôm nay bị kết án gần 8 năm tù vì gây ra thảm họa đường sắt tồi tệ nhất Đài Loan trong nhiều thập niên, làm 49 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Vụ tai nạn tháng 4 của năm ngoái đã xảy ra khi một xe tải bảo dưỡng đường ray trượt xuống bờ kè ngay trước khi xe lửa chở đầy khách đi qua ở thành phố Hoa Liên. Xe tải mắc kẹt trong bụi cây trên con đường gần đó. Phía công tố cho biết tài xế Li Yishang và phụ xe đã tìm cách cứu chiếc xe bằng dây vải buộc vào xe cuốc nhưng bất thành. Thay vào đó, chiếc xe rơi xuống đường ray. Tòa án Hoa Liên cho biết hành động của ông Li đã dẫn đến thương vong lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, trong khi gây ra tổn thương thân thể và tinh thần cho nhiều nạn nhân. Phụ xe là một người Việt Nam, được tòa tha bổng vì không đủ bằng chứng cho thấy anh ta có tham gia vào hành động chính của tai nạn, tức là buộc xe tải bằng sợi dây vải vốn không thể chịu được sức nặng. Ông Li không liên lạc với cơ quan đường sắt hay báo cho tài xế xe lửa sau khi xe tải rơi xuống đường ray và cũng không gọi cho cảnh sát hay 911 sau khi tai nạn xảy ra. Luật sư của gia đình các nạn nhân cho biết là họ sẽ kháng cáo vì họ nghĩ bản án này là quá ngắn. Nghệ nhân Cambodia làm lại mặt nạ truyền thống cho hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Những hàng mặt nạ trang trí cầu kỳ xếp trên ban triển lãm hôm thứ Tư tại khách sạn Soka ở Cambodia, nơi đón tiếp các lãnh đạo từ khắp khu vực đến dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 40 và 41. Nghệ nhân Chamin Suon, người đứng sau những chiếc mặt nạ này. Đây là loại mặt nạ được đeo trong Lakun Kho, thể loại vũ kịch mặt nạ có từ nhiều thế kỷ qua ở Cambodia. Chamin cho biết anh không có ý định bán mặt nạ tại cuộc triển lãm này, nhưng để giới thiệu văn hóa Lakun Kho với các lãnh đạo. Lakun Kho được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp năm 2018. Do diễn viên của loại hình sân khấu này ngày càng giảm giữa thế hệ trẻ hơn. Bản thân là cựu vũ công Lakun Kho, Chamin cho hay, việc Lakun Kho được đưa vào danh sách của UNESCO thôi thúc anh học hỏi cách làm mặt nạ, với hy vọng lan truyền sự hiểu biết về văn hóa Cambodia với nhiều người hơn. Anh cho biết anh nảy ra ý tưởng chuyển mặt nạ lớn thành kích thước nhỏ như đồ lưu niệm, nhưng làm đẹp và trông sống động để mọi người thích. Và văn hóa sẽ không biến mất trong tương lai. Anh học nghề với một người thầy tại một hội nghệ thuật địa phương trước khi cảm thấy anh đủ khả năng bán mặt nạ cho khách hàng năm 2020. Tammy cho hay mặt nạ kích thước nhỏ khó làm hơn vì độ phức tạp trên các nhân vật. Trong số hơn 100 nhân vật truyền thống, anh mới chỉ làm lại khoảng 25 nhân vật. Mảnh vỡ phi thuyền Challenger được tìm thấy dưới Đại Tây Dương gần 37 năm sau khi phát nổ. Một mảnh vỡ từ phi thuyền Challenger của NASA vừa được tìm thấy dưới đại dương ở ngoài khơi Florida gần 37 năm sau khi mà phi thuyền phát nổ sau khi bay được 73 giây làm toàn bộ 7 phi hành gia thiệt mạng. Mảnh vỡ được nhóm thợ lặn làm phim tài liệu của History Channel tìm thấy và họ chia sẻ hình ảnh với NASA sau khi phát hiện một vật thể lớn gần Florida.
NASA xác nhận đây là một phần của phần bảo vệ nhiệt ở mũi phi thuyền Challenger, đánh dấu lần đầu tiên phát hiện mảnh vỡ từ phi thuyền 1986 trong hơn 25 năm qua. Ông Michael Cianelli là một quản lý của NASA có xác nhận tính xác thực của mảnh vỡ, cho biết tim ông đã loạn nhịp khi xem hình ảnh của nhóm thợ lặn vì ký ức ngày định mệnh hôm đó tràn về. Phi thuyền Challenger là tổn thất của hàng triệu người trên khắp thế giới hôm 28 tháng 1, khi 7 phi hành gia khởi hành trên phi thuyền gần như bị trục trặc ngay lập tức và vỡ ra ở độ cao 14 mét trên Đại Tây Dương. Nhóm thợ lặn đang quay một phân cảnh cho bộ phim tài liệu Tam giác Bermuda, vùng biển bị nguyền rủa, khi họ phát hiện một đồ vật hiện đại vùi trong cát. Khoảng 107 tấn mảnh vỡ Challenger được tìm thấy kể từ vụ tai nạn và chiếm khoảng 47% trọng lượng của phi thuyền. Phần lớn mảnh vỡ được chôn trong các silo hỏa tiễn bỏ hoang tại căn cứ lực lượng không gian Cape Canaveral. Ngoài lệ là bảng điều khiển bên trái được trưng bày tại trung tâm không gian Kennedy cùng với khung cửa sổ khoang lái cháy đen từ phi thuyền Columbia. Phi thuyền vỡ ra tại Texas trong khi hồi quyển năm 2003 làm 7 phi hành gia thiệt mạng. Và đó là kết thúc phần tin quốc tế. Và một lần nữa sau vài thông tin thương mại sẽ là phần tin Việt Nam.